Vạch trần luận điệu lợi dụng việc Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam để xuyên tạc chống phá. Lợi dụng chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ, mấy trang mạng Việt Tân, RFA, Thanh Hiếu Bùi, Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài đang ra sức phát tán các tin bài xuyên tạc, bịa đặt, chống phá quan hệ đối ngoại của Việt Nam, đòi hỏi yêu sách trả tự do cho các tù nhân chính trị, thay đổi quy định pháp luật. Chúng loa cho 12 tổ chức quốc tế thúc giục Tổng thống Biden gây áp lực Hà Nội chấm dứt đàn áp chính trị với luận điệu bịa đặt, vu cáo. Việt Nam đã lợi dụng các điều luật để bỏ tù những người bất đồng chính kiến và hạn chế đáng kể quyền tự do báo chí, cũng như quyền tự do ngôn luận và quyền thông tin. Điều 117 tuyên truyền chống nhà nước và Điều 331 lạm dụng các quyền tự do dân chủ của Bộ Luật Hình sự Việt Nam đã được sử dụng rộng rãi để bắt giữ bất cứ ai dám công khai chỉ trích các hành động chính trị của chế độ. Chúng đòi trả tự do cho 41 nhà báo bị giam giữ chỉ vì họ làm công việc đưa tin và ngừng bắt cóc, bắt giữ ngược đãi, lục soát và quấy rối các nhà báo và những người bảo vệ tự do báo chí. RFS và 11 tổ chức nhân quyền quốc tế đã gửi một thư chung đến người đứng đầu Nhà Trắng, thúc giục gây sức ép buộc Việt Nam phải chấm dứt đàn áp chính trị đối với tiếng nói thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa, trong đó có nhắc đến hai blogger của RFA. Mặt khác, chúng xuyên tạc mối quan hệ đối ngoại Việt-Mỹ, bày cho hoan hô sự đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng Hà Nội mời Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam là hoàn toàn đúng, vì đi theo con đường tư bản chủ nghĩa là hợp thời thế. Chúng phát những thông tin, bài chung, thoát Nga, kiến nghị với Đảng, Nhà nước từ bỏ chính sách đối ngoại độc lập tự chủ. Các luận điệu trên nghe chỉ là sự lặp lại của thủ đoạn xưa cũ nhằm quy kết những nội dung sai sự thật, phủ nhận thành tựu nhân quyền ở Việt Nam, suy diễn vu khống Việt Nam vi phạm nhân quyền. Việc làm này cho thấy chính họ không biết mình đang đứng ở đâu, nhân danh cái gì để đòi hỏi những điều phi lý đó. Và phải chăng trong mắt họ, nước Mỹ một tay che trời, có sức mạnh toàn năng phủ cả thế giới. Ở Việt Nam không có cái gọi là bắt cóc, bắt giữ, ngược đãi, lục soát và quấy rối các nhà báo và những người bảo vệ tự do báo chí. Chỉ có những kẻ bị bắt vì vi phạm pháp luật, lạm dụng quyền tự do báo chí để đưa tin sai sự thật, chống phá chế độ. Đây cũng là điều tất yếu ở mọi quốc gia. Luật pháp luôn bảo vệ những ý kiến phản biện với mục đích xây dựng động cơ đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước để sửa đổi chính sách và làm tốt hơn vai trò lãnh đạo quản lý đất nước. Mọi người dân đều có quyền tự do đưa ra ý kiến, kể cả những ý kiến khác nhau, thậm chí trái với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước là chuyện bình thường. Nhưng đối với bất kỳ kẻ nào lạm dụng tự do dân chủ để vi phạm pháp luật, chống phá nhà nước và nhân dân thì cần phải được xử lý nghiêm minh. Những cái tên đòi trả tự do như Phạm Thị Đoan Trang chính là những kẻ cực đoan, bất mãn, biến chất cơ hội chính trị, thường xuyên viết và phát tán tài liệu xuyên tạc sự thật, chống phá chế độ, cấu kết với các thế lực bên ngoài để chống phá Đảng, Nhà nước, hoặc phạm tội trốn thuế như Hoàng Thị Minh Hồng, Đặng Đình Bách, Ngụy Thị Khanh đều đã được điều tra, truy tố và xét xử theo đúng quy định của pháp luật, khách quan, đầy đủ chứng cứ. Trong lịch sử loài người, vấn đề dân chủ nhân quyền là một vấn đề lớn, không nước nào dám tự coi là đã thực hiện một cách hoàn hảo. Ngay ở nhiều nước phát triển còn nhiều sự kỳ thị, phân biệt chủng tộc, xung đột tôn giáo. Nhà nước Việt Nam không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tự do, dân chủ, báo chí, về bảo vệ quyền con người, tăng cường thể chế thúc đẩy thực thi quyền con người ngày càng đầy đủ hơn. Và trên thực tiễn, đã đạt nhiều thành tựu trong thực hiện an sinh xã hội, đảm bảo quyền tự do thông tin, nhất là trên Internet, mạng xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trước những âm mưu hoạt động đó, Việt Nam rút ra nhiều bài học như từ xung đột Nga-Ukraine, những điểm nóng trên thế giới hiện nay thì trách nhiệm phải gìn giữ hòa bình để phát triển càng thấy rõ. Để giữ được đất nước bình an, bảo vệ được thành quả cách mạng, thành quả của công cuộc đổi mới, kiên định với mục tiêu con đường đã chọn, đòi hỏi Đảng ta phải rất bản lĩnh, trí tuệ, kiên quyết đấu tranh vạch trần cái sai, bảo vệ cái đúng và lẽ phải, khẳng định thiện chí hợp tác Việt-Mỹ tốt đẹp. Chính trong bối cảnh thế giới hiện thời, Đảng ta đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đối sách phù hợp để ứng xử khôn khéo, thêm bạn, bớt thù, được người, được việc, tránh né nguy cơ xung đột, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, với chủ trương khép lại quá khứ, hướng về tương lai, đường lối ngoại giao cây tre. Mối quan hệ Việt-Mỹ đã và đang phát triển tốt đẹp, xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, nhất là qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai bên đến nhau, và chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden lần này là ví dụ sinh động cho hợp tác vì hòa bình phát triển, đem lại lợi ích cho cả hai dân tộc Việt-Mỹ.